Sáng ngày 19 tháng 8, huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, huyện Tuy Phong đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Các cấp ủy chính quyền đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống ma túy, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, qua đó đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến các xã thị trấn có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy. 100% số người trong nhóm có nguy cơ cao dễ mắc tệ nạn ma túy được tuyên truyền giáo dục kỹ năng về phòng chống ma túy. Tỷ lệ số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ điều trị cai nghiện năm 2020-2021 vượt chỉ tiêu 80%. Công tác đấu tranh kiểm soát, bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy đạt nhiều kết quả, đã triệt phá được nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong 3 năm, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã đấu tranh triệt phá 258 vụ, 336 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều ma túy các loại, đã khởi tố hình sự 209 vụ, trên 241 bị can phạm tội về ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ trên 57 đối tượng với số tiền 99 triệu đồng. Tập trung lực lượng triệt xóa 3 tụ điểm, 53 điểm phức tạp về ma túy, đã tạo niềm tin cho nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác quản lý lập hồ sơ xử lý hành chính theo Nghị định số 111 là 717 hồ sơ và 359 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221 của Chính phủ được đẩy mạnh, vượt chỉ tiêu giao trong từng năm. Dự báo tình hình tệ nạn và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người nghiện sử dụng ma túy đá ngày càng trẻ hóa và lây lan nhanh trong cộng đồng. Để tiếp tục kiềm chế sự gia tăng tội phạm tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Dân, Bí thư huyện ủy đề nghị cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 230 của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành và kế hoạch số 49 ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về phòng chống tội phạm về ma túy và kiểm soát tệ nạn ma túy đến năm 2025, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát vào ban đêm, đấu tranh quyết liệt với số đối tượng mua bán, vận chuyển, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo Nghị định số 120 và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 116 của Chính phủ, vận động người nghiện tham gia điều trị thay thế bằng methadone, cai nghiện tự nguyện, quan tâm công tác vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2019-2022.